mời các bạn cùng tiếp tục quay trở lại với sân bóng chuyền hơi trường tiểu học Cộng Lạc để chứng kiến một trận kèo tiếp theo của chúng tôi trong ngày hôm nay. Trận này sẽ đánh 3 set. Một bên là Thanh Thanh và Đức Trinh. Một bên là Thu Hường, Thanh Huyền, Xuân Thắng và Minh Thoan. Điểm số là 1 đều. Nhị chấp tứ các bạn ạ. Tôi sẽ tạm gọi là đội nhị chấp đội tứ. 3-1. Thanh Huyền. Phát bóng không còn lưới. 4-2 cho đội của Thanh Thanh. Ba bốn. Phát bóng ngoài sân. 5-3. Số 5-3. Đều a à, gì á? Với 6-7. 8-6. 7-9. Xong xin nhìn lên thì
quá chị ạ. Không khang phát đúng không? Sợ quá. Mười tám. Chín mười. Mười đâu? Mười đâu? Mười một mười. Chạy trước đi. Ok. Mười hai mười. Chín tám.
gì? Không dám. Vừa đi, em không có thời gian đi phải tính đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
10 năm. Vậy là 12 năm nhỉ? Giờ 6-12. Ăn rồi 14-8. Về 9 mà 9-15, về 9-15. Kết thúc.
hai xét đâu, thì đội nhị đã thắng đội tứ các bạn ạ. À, các bạn thấy tinh thần thể thao có tinh không? Giữa trời mưa anh em chị em ra sân đánh. Chào các bạn nhé.